Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube channel Triều Trần Cuộc Sống Canada tại Saskatchewan nha. Tuần trước là mình nhận được một cái tin vui mấy bạn, đó là cuối cùng thì gia đình mình cũng đã được sắp xếp cái lịch tuyên thệ quốc tịch Canada đó. Thì sau cái buổi tuyên thệ là coi như là cả nhà mình là sẽ chính thức trở thành công dân Canada. Sau đó là mình sẽ nhận cái certificate, cái giấy chứng nhận á. Và sau đó là mình sẽ dùng cái giấy chứng nhận đó để mình xin passport Canada. Thì lịch tuyên thệ của nhà mình là ngày 9 tháng 11 năm 2022, bữa thứ tư. Thì cái đợt ngày 9 tháng 11 sắp tới này đó mấy bạn, nhà mình là tuyên thệ online qua cái phần mềm Zoom á. Trước cái đợt nhà mình là ngày 25 tháng 10 thì ở Saskatoon đã bắt đầu tổ chức tuyên thệ in person á. Tổ chức tại tòa nhà TCU kế bên chỗ Midtown ở Downtown mấy bạn. Rồi sắp tới nữa là ngày 18 tháng 11 cũng có một đợt tuyên thệ in person luôn, cũng ở TCU. Không biết tại sao thì nhà mình lại tuyên thệ online nữa ha. Thì mình vừa mới ghé ngang ngay chỗ cái văn phòng của một ông đại biểu quốc hội ở thành phố Saskatoon nữa bạn, để mình xin một số cái vật trang trí dành cho những cái buổi lễ tuyên thệ online á. Thì để mình cho các bạn xem nè, đây mấy cái lá cờ Canada nhỏ nè, để mọi người có thể cầm tay, rồi mấy em bé nhỏ cũng có thể cầm trên tay trong suốt cái buổi lễ tuyên thệ. Là mình cũng có xin thêm một số cái này nó gọi cái label, cái lá cờ Canada nhỏ mà gắn lên trên cái ve áo các bạn. Đây nè, thường là mọi người sẽ gắn trên cái ve áo đây nè, hoặc là trên ngực áo. Rồi ngoài ra là người ta còn cho thêm một cái lá cờ Canada bự nữa. Cái khổ là 90 nhân cho 100, có nghĩa là 9 tấc nhân cho 1 mét đó các bạn. Đó, to lắm. Đây, mình mà mở ra là các bạn thấy nè, to khủng khiếp luôn. Đó, để mình dán lên tường á, cho cái buổi lễ nó trang trọng. Thì mình sẽ xin kể lại cái chặng đường trong suốt quá trình mà nộp hồ sơ xin quốc tịch cho các bạn nghe để các bạn tham khảo nha. Nếu mà bạn nào mà sắp tới cái giai đoạn này á, thì các bạn có thêm cái thông tin hữu ích cho cái chặng đường xin quốc tịch của mình. Còn bạn nào mà chưa tới thì chắc chắn thì tương lai cũng sẽ tới thôi, cho nên là biết thêm thông tin thì càng tốt. Mấy bạn hãy tiếp tục ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn like, share và subscribe nha các bạn. Thì mình xin kể lại cái chặng đường từ cái lúc mà mình nộp hồ sơ xin quốc tịch cho tới cái ngày tuần trước mà mình nhận được cái thư mà sắp xếp cái lịch tuyên thệ đó mấy bạn. Thì cái điều kiện mà để trở thành công dân Canada đó, tức là nộp hồ sơ xin quốc tịch đó, thì người ta có một cái điều kiện như thế này, đó là trong 5 năm gần nhất tính từ ngày mà mình ký cái đơn mà mình xin nộp hồ sơ á, thì tính ngược trở lại 5 năm về trước đó, nếu chúng ta ở đủ trong đất nước Canada 3 năm, tức là lấy con số 365 ngày của một năm mình nhân lên cho 3 đó, thì đâu đó là 1095 ngày thì phải. Nếu mấy bạn mà ở đủ cái khoảng thời gian đó thì mấy bạn được phép nộp hồ sơ xin quốc tịch. Tuy nhiên là cái con số 1095 ngày á, 3 năm này đó là phải với cái tư cách là PR nha mấy bạn, là thường trú nhân á. Còn những bạn mà đã đặt chân tới Canada với cái study permit hoặc là cái work permit, thì mình lấy một cái ví dụ, nếu mà mấy bạn có cái status là study permit hoặc là student permit á, từ ngày đặt chân tới Canada và sau đó 1 năm sau mấy bạn có cái thường trú nhân, thì một năm đó đó thì các bạn sẽ được tính là cái hệ số là 0.5, nếu mà mình nhớ không lầm. Tức là mấy bạn có được 6 tháng với cái tư cách là thường trú nhân, thì sau cái thời điểm đó mấy bạn chỉ cần ở thêm 2 năm rưỡi nữa là mấy bạn sẽ có đủ
3 năm trong vòng 5 năm gần nhất để mấy bạn đủ điều kiện để mấy bạn nộp hồ sơ xin quốc tịch. Rồi cái điều kiện thứ hai là mấy bạn phải có khai báo thuế nữa, đóng thuế và khai báo thuế nữa nha các bạn. Đó là hai cái điều kiện. Ngoài ra là có một số cái lưu ý là khi mà các bạn mà di chuyển khỏi đất nước Canada, ví dụ mấy bạn đi du lịch hay là mấy bạn về Việt Nam thăm người thân chẳng hạn, thì những cái ngày mà mấy bạn ra khỏi đất nước Canada sẽ bị trừ đi trong cái khoảng thời gian 3 năm đó nha. Tức là ví dụ mấy bạn về Việt Nam trong suốt cái khoảng thời gian 5 năm gần nhất mà mấy bạn về Việt Nam vài tháng đó, hoặc là bạn đi du lịch đó, tổng cộng lại là mất cho ví dụ như là 3 tháng đi, thì mấy bạn cần phải tới 3 năm 3 tháng đó, để mà khi mà mình tính cái ngày á, thì mình phải trừ bớt những khoảng thời gian mà mình ngoài đất nước Canada nha. Đó thì đó là những cái điều kiện tiên quyết để mấy bạn xin quốc tịch. Nó cũng đơn giản thôi mấy bạn, tại vì suy cho cùng thì cái đó chỉ là một cái cột mốc thôi. Nó cũng không có phải là cái gì đó mà người ta đánh đố mình. Tuy nhiên là trong cái quá trình xin quốc tịch, mấy bạn phải có một cái kỳ thi nữa. Mình landing ở Canada là từ tháng 7 năm 2018 mấy bạn. Trong suốt thời gian đó cho tới ngày hôm nay 2022 thì mình không có đi ra khỏi đất nước Canada. Cho nên là tới tháng 7 năm 2021 là mình đã đủ cái thời gian 3 năm ở Canada rồi, là mình đủ điều kiện để mình nộp hồ sơ xin quốc tịch. Tại vì mình đặt chân tới Canada với cái tư cách là thường trú nhân á, cho nên là mình không cần cái thời gian chuyển đổi như một số bạn student permit hay là work permit. Để cho chắc ăn á, thì mình đợi cái ngày nó qua khoảng 1 tuần 10 ngày gì đó nữa, coi như là cái thời điểm mà mình nộp hồ sơ xin quốc tịch á, là mình dư hơn 3 năm một tí xíu đó. Thì cũng chuẩn bị những cái hồ sơ cá nhân cho người lớn với trẻ nhỏ mấy bạn. Mình cũng điền một cái form mẫu về thông tin cá nhân, rồi thời gian mình sống ở Canada, mình đã từng qua những cái địa chỉ như thế nào thì nó cũng khá là chi tiết, rồi về công việc, về học vấn vân vân này nọ. Rồi một trong những cái điều kiện kẹp vô trong hồ sơ đó là chúng ta phải có cái trình độ tiếng Anh nữa các bạn. Nếu mà mình đã từng thi IELTS thì mình có thể mình nộp cái chứng chỉ thi IELTS của mình. Nó không có hết hạn. Ví dụ như mình thi IELTS từ năm 2016 lần, nhưng mà tới 2021 mình vẫn xài cái chứng chỉ đó được, để người ta biết cái năng lực của mình thôi. Còn ai mà chưa thi IELTS á, thì phải có cái giấy chứng chỉ CLB học tiếng Anh ở bên Canada nè. Thì người ta chỉ yêu cầu là CLB 4 thôi. Đó, thì cái mức đó thì nó cũng thấp lắm các bạn. Nếu mà bạn nào mà ở Việt Nam mà mình thấy như là tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, đại học này nọ đó là cái khả năng Anh văn nó đã từ cái CLB 4 nó trở lên rồi. Ngoài cái form mẫu nè, rồi mình phải có một cái form mà mình tính cái thời gian, nó gọi là physical calculation, cái thời gian mình ở trên đất nước Canada đó, để chứng tỏ là mình ở đủ cái thời gian theo quy định. Rồi thêm hình ảnh, ví dụ như là chụp cái khổ mà chụp dùng để làm citizenship á, ở Saskatoon thì mình ra ngoài chỗ quan mạc mình chụp, thì người ta chụp hình xong đúng theo cái form đó thì người ta sẽ đóng dấu cho mình ở mặt sau luôn. Rồi ngoài ra nữa là mình thêm cái biên lai đóng lệ phí đó, rồi mình nộp cái bản sao passport của mình. Thì passport trong 5 năm gần nhất mình có bao nhiêu quyển passport thì mình phải photo màu hết luôn tất cả những cái quyển đó, tất cả những cái trang luôn, kể cả cái trang trắng không có dấu gì hết vẫn phải photo luôn các bạn đó. Thì nguyên một nhà 4 người thì làm 4 bộ hồ sơ giống như vậy đó, rồi mình gửi bưu điện qua bên cái văn phòng xử lý hồ sơ ở bên Nova Scotia. Mình gửi hồ sơ vào khoảng tầm tháng 7, cuối tháng 7 á, thì tới cái giai đoạn là khoảng tháng 9 là mình nhận được một cái thông báo là hồ sơ của mình là đã được đăng nhập vào trong cái hệ thống. Và sau khi mình đăng nhập vào trong hệ thống rồi thì mình có thể tạo một cái account online ở trên mạng để mình theo dõi cái tiến độ. Thì mình nhớ là cái tầm tháng 9 đó là mình có cái bước gọi là, ở bên đây người ta hay gọi cái từ AOR đó, AOR đó các bạn, có nghĩa là Acknowledge of Receipt á, là tức là người ta đã nhận được cái hồ sơ của mình, người ta đã
đăng nhập cái hồ sơ của mình lên trên hệ thống. Tức là hồ sơ của mình đã đầy đủ rồi các bạn, không có bị thiếu giấy tờ gì hết. Nếu mà ai chưa có cái EOA đó thì có khả năng là sẽ bị return cái hồ sơ lại bởi vì thiếu này, thiếu cái nọ. Thì tháng 9 là mình có cái bước đó. Xong rồi tháng 9 mình phải đợi tới tận tháng 2 năm 2022 nè, tức là 4 hay 5 tháng gì đó, sau đó thì mình mới được xếp cái lịch thi các bạn. Thì lịch thi là người ta cho mình 3 tuần để mà mình học bài thi. Thì hôm bữa là mình hồi tháng 3, tháng 4 gì đó, mình có làm một cái video clip mà mình nói là mình đã thi cái quốc tịch xong các bạn. Chủ yếu là đọc một cái quyển tạp chí viết về Canada nè, nó gọi là Discover of Canada đó. Rồi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm ở trong cái quyển sách đó, những cái nội dung, những cái kiến thức ở trong cái quyển sách đó. Nếu mà mình đạt được 15 câu đúng trở lên thì là mình đậu. Thì sau khi mà mình đậu xong á, thì cái bước cuối cùng chỉ là chờ xếp cái lịch tuyên thệ thôi các bạn. Tuy nhiên á, là trên cái account online chúng ta có thể xem người ta kiểm tra mình về một số cái vấn đề khác nữa, ví dụ như là vấn đề về nhân thân, vấn đề về cái lịch sử tội phạm này nọ nữa. Thì sau cái tháng 3 mà mình được cập nhật cái kết quả thi trên hệ thống á, thì tới tháng 5 là mình được cập nhật là tất cả những cái bước kiểm tra đó, như nhân thân, rồi lịch sử tội phạm, rồi những cái ràng buộc này nọ đó là mình đều được thông qua hết. Thì coi như mất thêm 2 tháng nữa để người ta kiểm tra toàn diện cái đó. Thì sau cái tháng 5 đó thì mình phải chờ đến tận coi như là tuần trước đó, là coi như là cuối tháng 10 đó các bạn. Đó, coi như là mất thêm 5 tháng nữa thì mình mới có cái lịch tuyên thệ là ngày 9 tháng 11. Thì coi như là cái chặng đường của mình là tính là từ tháng 7 năm 2021, khoảng giữa tháng 7 đi, cho tới tháng 11 năm 2022 thì mình mới được tuyên thệ, là coi như là mình tạm tính đâu đó là khoảng 17, 18 tháng đúng không ta? Mình tính có thể nó sai nha, nhưng mà mình cho là 16 đến 18 tháng các bạn. Thì để mà từ cái lúc mà mình nộp cái hồ sơ cho tới lúc mình tuyên thệ là mất khoảng 16 đến 18 tháng đó, là coi như gần năm rưỡi. Do mình nghĩ chắc nghe mọi người nói là do cái thời gian Covid mấy năm trước cho nên hồ sơ nó bị tồn động á, cho nên là cái thời gian nó xử lý nó hơi lâu. Thế mình vô những cái tài liệu mà mình nộp để mà mình làm hồ sơ cho quốc tịch đó các bạn. Đó thì các bạn thấy nè, là mình sẽ có cái document checklist, rồi là cái mẫu form CIT 0007, rồi có cái mẫu form CIT 002, cái tính toán và cái thời gian mà mình ở trên trong đất nước Canada đó, rồi cái hóa đơn đóng tiền, rồi cái personal ID của mình là cái bằng lái xe với lại cái health card á. Mình không có xài cái thẻ BIA để làm cái personal ID được. Rồi cái passport Việt Nam của mình, trong vòng 5 năm gần nhất có bao nhiêu quyển passport thì nộp hết bấy nhiêu. Rồi cái chứng chỉ tiếng Anh của mình. Đây mình vô cái file document checklist cho các bạn coi nè. Đó, bạn thấy không? Let's go. Cho người lớn á thì là form CIT 002 nè. Rồi cái physical presence calculation nè. Rồi cái passport. Rồi cái ID. Không, cái này là cái tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp của mình. Thì mình nộp cái chứng chỉ IELTS hoặc là cái chứng chỉ CLB cũng được. Rồi cái ID document của mình nè. Rồi hai tấm hình citizenship. Rồi lệ phí. Đó. $630 cho người lớn trên 18 tuổi. Rồi cái document checklist của mình. Rồi mình vô cái tài khoản online của mình cho các bạn xem một chút xíu nè. Về cái mốc thời gian á. Đây các bạn thấy nè, để mình coi cái shareholder history nè. Rồi đi ngược lại cho các bạn xem nha. Đó, mình gửi hồ sơ giấy là tháng 7 2021, thì tới 30 tháng 8 2021 là cái hồ sơ của mình đã được coi như là tạo trên hệ thống của IICC đó. Thì cái này là cái ngày mà mình có gọi là AOR, có nghĩa là Acknowledge of Receipt đó. Rồi tới tháng 12 thì cái phần kiểm tra nhân thân của mình, Background Verification, là xong nè. Tới 7 tháng 2 là mình được xếp lịch thi quốc tịch ngày 11 tháng 2
ngày 11 tháng 2 thì người ta gửi cái lịch của mình là từ ngày 11 tháng 2 cho tới 4 tháng 3 là mình phải thi. Ngày 10 tháng 3 tức là sau khi mà mình thi xong á thì có cái cập nhật ở trên cái account online này á báo là mình đã thi đậu. Rồi tới tháng 5 á thì là những cái kiểm tra về cái prohibition rồi language nè, rồi physical presence là của mình là xong hết. Để bạn thấy nè, đó có 6 cái bước chính. À, đầu tiên là cái background verification là xong. Rồi sau khi mà mình thi xong thì nó cũng sẽ cập nhật chuyển thành completed nè, đó. Rồi sau đó là tới ba cái bước này, language nè, physical với lại prohibition là xong. Rồi cái ceremony này thì mình chưa có tuyên thệ xong cho nên nó vẫn ở cái tình trạng là not started. Khi nào mà mình tuyên thệ xong á thì nó sẽ chuyển thành completed nha các bạn. Đó thì trên cái account online của mình là nó có những cái thông tin cơ bản vậy thôi. Thì vừa rồi là mình vừa mới kể với bạn nghe về cái chặng đường mà để làm một cái bộ hồ sơ từ lúc mà khởi tạo cho tới lúc mà được xếp lịch tuyên thệ. Thì hy vọng là mấy bạn thấy có những cái thông tin thú vị ở trong cái câu chuyện của mình. Mấy bạn có thắc mắc gì đó thì cứ viết lại comment để hỏi mình, thì mình biết thì mình sẽ trả lời. Sắp tới là trong cái buổi lễ tuyên thệ á, thì mình hy vọng là mình có thể mình chụp được một số cái hình ảnh, rồi mình có thể mình quay được một số cái đoạn video clip ngắn ngắn để cho mấy bạn xem, để bạn tham khảo nha. Mình chuẩn bị set up cho cái buổi tuyên thệ online xong rồi các bạn. Mấy cái lá cờ á thì là mình xin ở trong chỗ văn phòng đại biểu quốc hội bữa trước mình có chia sẻ đó. Rồi cũng kết nối cái laptop với lại cái tivi cho màn hình nó bự lên. Trang trí thêm mấy cái bong bóng cho nó có hai cái tông màu đỏ và trắng theo cái quốc kỳ của Canada. Hello các bạn. Vì cái lý do là mình phát hiện ra là những cái đoạn clip mà mình quay ở trong cái quá trình mà cái buổi lễ tuyên thệ á là mình sẽ không được phép public lên trên mạng xã hội, cho nên là hôm nay mình phải chỉnh lại cái video, mình cắt bỏ những cái đoạn clip đó ra rồi mình re-up lại, mấy bạn thông cảm nha. Thì vì cái lý do đó là mình sẽ xin kể lại cái quá trình của cái buổi lễ tuyên thệ cho những cái bạn nào mà xem sau á, chưa có dịp mà lướt qua cái video clip trước á, để mấy bạn nắm. Thì đầu tiên là chúng ta login vào trong cái hệ thống Zoom online á. Thì cái Zoom này là nó được sử dụng rất là rộng rãi gần đây, từ cái thời mà Covid-19 á. Tất cả có 141 người trong cái buổi tuyên thệ đó là đến từ vài chục gia đình, hình như là 70 mấy gia đình, chúng ta đều login vào trong cái hệ thống Zoom đó. Thì sau khi login vào thì khoảng 10 đến 15 phút sau thì có một nhân viên admin của chính phủ sẽ phân loại từng gia đình tới cái bộ phận registration, là cái bộ phận đăng ký đó. Thì gia đình mình được đẩy vào cái bộ phận đăng ký với một cái cô nhân viên chính phủ, thì cô này cũng sẽ kiểm tra ID của từng người. Người lớn thì họ xem cái bằng lái xe với lại cái thẻ PR của mình, xem có giống tên rồi đúng cái số này nọ hay không. Còn trẻ em thì chưa có bằng lái xe thì sử dụng cái heo cạc để kiểm tra cái ID của em bé. Sau khi mà kiểm tra xong thì bắt đầu là cổ mới kêu mình là cấp những cái ID đi, cái bằng lái với lại cái heo cạc đi, rồi sau đó là tiến hành cắt cái thẻ PR. Sau khi mà cắt cái thẻ PR ra thành 4 mảnh rời nhau á, đó thì hoàn tất cái thủ tục cắt thẻ PR đó thì sẽ quay trở lại cái phòng phòng Zoom mà chung của tất cả mọi người. Thì sau khi quay trở lại cái phòng đó khoảng chừng thêm 10-15 phút nữa thì có một nhân viên chính phủ, cái chức danh họ là Presiding Officer á, thì cái người này là sẽ điều hành cái buổi lễ tuyên thệ. Ông ấy sẽ nói chuyện với chúng ta một tí xíu, rồi cho mọi người xem cái đoạn video về lịch sử đất nước Canada, những cái điểm nhấn đáng chú ý. Rồi sau đó là tới cái buổi lễ tuyên thệ thì
người presiding officer này á sẽ đọc cái lời tuyên thệ bằng tiếng Anh và cả bằng tiếng Pháp luôn. Thì những người tuyên thệ như mình với gia đình á thì sẽ giơ cái tay phải lên, rồi sau đó là đọc lại theo từng cái câu chữ của nhân viên chính phủ đó. Rồi sau cái buổi lễ tuyên thệ á thì là chính thức trở thành công dân Canada. Mọi người được xem một cái đoạn video của Thủ tướng Canada hiện tại là ông Justin Trudeau á. Ông chúc mừng những công dân Canada mới và sau đó là tới cái phần hát quốc ca. Thì sau khi mà hát quốc ca xong á thì mọi người có được 30 giây để chụp ảnh selfie với lại ông nhân viên presiding officer. Đó, thì sau cái phần đó là người nhân viên admin của chính phủ sẽ quay trở lại và hướng dẫn mọi người về cái cách ký cái form đã tuyên thệ và gửi về cho chính phủ như thế nào. Sau cái phần mà hướng dẫn và ký cái form tuyên thệ xong á thì coi như là kết thúc cái buổi lễ mấy bạn. Thì qua đó là mình tóm gọn cái quá trình mà tuyên thệ nó như thế nào để các bạn được biết nha.